cậu họ Nhân Tâm, hai lần bán cháu gái cho người Trung Quốc. Mặc dù nhận ra Huyền là người cháu họ, gọi mình là cậu. Nhưng Đào Văn Giảng vẫn quyết định, hai lần bán cháu gái, cho hai người đàn ông Trung Quốc, lấy tiền tiêu xài. Ngày 26 tháng 2, Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, mới đây đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang. Làm rõ đối tượng Đào Văn Giảng, sinh năm 1972, và Sùng Văn Sài, sinh năm 1991, cùng trú tại thôn Nà Cào, xã Thượng Đông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, về hành vi mua bán người. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng cuối tháng 10 năm 2018, do có nhu cầu tìm việc làm ở Trung Quốc, chị Sùng Thị Huyền, 31 tuổi, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, được giới thiệu và gặp Sùng Văn Sài. Theo thỏa thuận, Sài đưa Huyền theo đường tiểu ngạch từ Cao Bằng đến biên giới Việt Trung, thì giao cho Giảng đưa chị Huyền vào nội địa Trung Quốc. Mặc dù nhận ra Huyền là người cháu họ, gọi mình là cậu, nhưng Giảng vẫn quyết định bán Huyền cho một người đàn ông Trung Quốc. Với giá 30.000 nhân dân tệ, và nhận trước 20.000 nhân dân tệ. Sau Tết, nếu như Huyền không bỏ trốn, Giảng sẽ nhận số tiền còn lại. Được tiền, Giảng đã gửi 15.000 nhân dân tệ về cho Sài. Sau đó vài ngày, Huyền bỏ trốn nhưng bị Giảng bắt và bán cho một người đàn ông khác. Đến ngày 12 tháng 2 năm 2019, nhân lúc đi chơi hội, Huyền đã bỏ trốn và được công an Trung Quốc giao cho đồn biên phòng Sampun, tỉnh Hà Giang. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc bán người và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quý tử cùng mẹ móc nối buôn phụ nữ xuyên quốc gia. Có mẹ đang sinh sống tại Trung Quốc, Kham được trả 60 triệu đồng mỗi khi đưa người sang cho mẹ bán. Công an huyện Tương Dương, Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lương Văn Kham, sinh năm 1987, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, và Vi Thị Lý, sinh năm 1973, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, về hành vi mua bán người. Trước đó, công an nhận được tố cáo của chị Lữ Thị Quyên, sinh tháng 5 năm 1967, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, về việc bị lừa bán. Chị Quyên cho biết, khoảng tháng 5 năm 2014, chị được Lý và Khăm dụ dỗ đưa sang Trung Quốc làm việc, với lời hứa thu nhập cao. Sang đến nơi, chị Quyên bị bán cho một người đàn ông để lấy làm vợ. Do bất đồng ngôn ngữ và phải làm vợ một người đàn ông xa lạ, cuộc sống của chị Quyên rất cực khổ. Sau khi sinh hai người con, chị Quyên được chồng tin tưởng hơn, cho phép đi ra ngoài và sử dụng điện thoại. Đầu năm 2018, lợi dụng sơ hở của chồng, chị bỏ trốn trở về Việt Nam. Ngày 23 tháng 1, biết tin Khăm vừa trở về nhà, sau chuyến đi Trung Quốc, công an đã mật phục, bắt giữ thành công đối tượng. Cũng trong thời gian này, đối tượng Lý trốn trong rừng, cũng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Khăm khai nhận, có mẹ đang sinh sống tại Trung Quốc. Một người phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán, bà sẽ trả cho Khăm 2 vạn nhân dân tệ, khoảng 60 triệu Việt Nam. Khăm câu kết với Lý. Nếu tìm được người đưa sang Trung Quốc bán, Lý nhận 20 triệu đồng, còn Khăm hưởng 40 triệu đồng. Theo công an huyện Tương Dương, có gần 300 phụ nữ và trẻ em hiện đang không có mặt tại địa phương. Một số nạn nhân từng bị dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc, may mắn bỏ trốn được về Việt Nam.